tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hăng, anh tha purisa cung ca la, tăng nếu đếm chi thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo tu đà hồn, tăng đã đắc quả tu đà hồn, tăng đã đắc đạo tu đà hàm, tăng đã đắc quả tu đà hàm, tăng đã đắc đạo a la a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Ê sa pha ca quá tu sa quá ca sang khu chữ tăng ấy là các bậc tinh văn đệ tử phần a hu nay vô các ngài đáng thọ lãnh bốn môn vật dụng của tinh thế ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pha hu nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thế mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đăng khi nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thế tinh lấy nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalika Tani vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anh huấn ta rằng phu nhân khen tăng lô ca sa ti các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kìm. Nam thi mê sa ra năng anh nhân sang khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sanh trong huấn trì na hồ tu mê cho giác bằng cả lần. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con hết lòng thảnh kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân thật này. Quanh đa mi chê thí dân sắp văn sắp văn thành đề sư và tín thí tăng sa ri ri kha tha tu ma ha bồ tìm vun ta vu văn sắc ca lăng sa đa. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mong hi cha rằng a na tỳ tu cha thi thầm mong hi cha tin a na tỳ tu ma ra na thầm mong hi ma ra năng a na tỳ tu sam pe hi me phi ye hi ma na pe hi na na pha vu vi na pha vu cấm ma sa khôn hi cấm ma đa ya tu cấm ma yo ni cấm ma phan thu cấm ma pha thi sa ra nu yang cấm mang ca rin sa mi khan ya năng qua pha pha căng qua ta sa đa ya tu pha huyến sa mi e quang âm he hi áp pin yang phản cho huynh khi ta bằng tin. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng mang ăn ban lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốn xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phận minh kết thành sắp về sanh ta quy ra hồn tu sư ký ta hồn tu ni tu kha hồn tu áp ya bát cha hồn tu anh ni kha hồn tu ký kha yu kha hồn tu aruga hồn tu sam văn thi samit chan tu sư ký hành ta năng pari ha lan tu tu kham văn ta cha nin tu kha pha yam văn ta cha nin pha ya so kham văn ta cha nin so kha hồn tu sam pe pi ba ni no nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu,
đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con kính mời đạo tràng cùng con thọ tam quy và ngũ giới. U ca sa ma yang văn tê quy sung quy sung lãnh khan tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti yam vi mai yang văn tê quy sung lãnh khan tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam pi mai yam văn tê quy sung rắn khan tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chí Đức truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con kính dâng biết đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. À, xin lễ chư tôn xin được tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Chào sư Công Nhật, sư Nhật Quỳnh, sư Tâm Hạnh, sư Tina, Huynh Châu Phan, sư Quán Mộng, Huynh Phước Sang, sư Meta, sư Hồng Mai và sư Thiên Lạc. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Phật Hội. Bụt đăng sa ngăn gạch sa ha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa ngăn gạch sa ha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Trần thắng sa ngăn gạch sa ha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa ngăn gạch sa ha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Những tiếng gì Đức Thế Dâm Bi Đấm Măng Sa Đăng Ca Sa Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Đừng chỉ gì Đức Thế Dâm Bi Sang Thắng Sa Đăng Ca Sa Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đừng chỉ gì Ta Thế Dâm Bi Bụt Đăng Sa Đăng Ca Sa Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đừng chỉ ba Ta Di Dâm Bi Đấm Mân Thần Đăng Ca Sa Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba Ta Di Dâm Bi Sang Thân Thần Đăng Ca Sa Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Bồn Thân Saranam Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mong saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangham saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Tuti yam vi bun thang saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì Tuti yam vi tham mong saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì Tu Ti Giám Phi Sang Thân Sa La Nang Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì Ta Ti Phi Bồn Thân Sa La Nang Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Ta Ti Giám Phi Tham Mang Sa La Nang Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba Ta Ti Giám Phi Sang Thân Saranam Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba Thì
sa phần lập các hạt năng nê thi tăng phát huy tam bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amapante, dạ chúng con xin vâng. Banatibata về là mặt đi sau năng tham ma giáo mi, còn thêm bao nhiêu điều học là quý tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về là mặt đi sau năng tham ma giáo mi, còn thêm bao nhiêu điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Tà mê su mi cha cha ra về là mặt đi sẽ khao với năng tham ma giả mi, còn thêm bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa đa về là mặt đi sẽ khao với năng tham ma giả mi, còn thêm bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra yam ma cha pa ma đa tha na về là mạnh y sao với năng tham ma giả mi, còn thêm bao nhiêu điều học là quy tránh xa khi uống rượu và các chất say. Panatipata về là mạnh y sikha padang samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana Vedamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Vedamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Vedamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mạnh chấp pa ma tan tha na về ra ma ni si kha pa đăng samadhi ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dậy vui uống rượu và các chấp sai. Ipa ni ban cha sa ka ba da ni sa tu kang ka toang ap ma ma de na ni cha ka lang tam ra ti ta bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mình giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, dạ chúng con xin vâng. Sile na su ka tin doan ti, sile na po ka sam ba daan, sile na ni po tin doan ti ta ma, si lang vi so ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Xa thức xa thức lành thai. Un ta mong ghê na văn đê hăng pa đa phan sung và un ta mong buồn thê yô khá lý tô đô sô buồn thô khả mạ tư tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na văn đê hăng thăm măn cha tu vi thăm quá lăng thăm mê yô khá lý tô đô sô thăm mô khá mạ tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na văn đê hăng sang khăn cha tu vi thón ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tu tăng mạ măng.
thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh ngài trí đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để trồng được đủ phước báo ngày hôm nay. Con kính dâng biết đến ngài. Nam mô Bụt Thà nhé. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát thiền hòa không tiêu mạng. Sanh tô sắc ô cho su phát ô cho âm bà kê cho cho sa lâu công bố trí sanh tinh trí vô cho ni bà cô cho âm bà gặp hô phú lê su an an u ghi khôn. Sống dễ dàng, tri túc, thanh đàm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Na chú Phật đăng sám ma cha lệ kinh chỉ về na quy nhu quá rang u pa quá đại dung số vị nô qua khe mới nô hôn tu tâm bề san ta phó văn tu số vị ta ta không làm việc ác nhỏ mà bậc kỹ hiền kê nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh còn đầy muôn hạnh phúc. Ye kê chi ba na phu ta chi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nga nu ka thu la. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt. Địch tha wa ye wa an địch tha ye cha du re wa san dia wi du re ku ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su kỳ ta ta. Hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Nam bà cô bác rằng nê cô bê thánh nhà ti man ye thật ca thích chỉ năng kinh kịp già vô sanh na và đi các sanh nha năng nhà mình nha sẽ độc tham ý chạy ra. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Ma ta giết tha ni dâm bồ tăng a du sa e ca bồ tăng ma nu ra ke vam bi sam ba phu te su ma na sang pha quát ye a pa ri ma năng. Hãy mở rộng tình thương hy sinh như từ mẫu suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Mê tăng cha sa pa lo ca si mi ma na sang pha wa ye a pa ri ma năng u tăng a thu chỉ danh cha sam ba đăng a quê răng a sa ba tăng. Từ bi gieo cùng thấp cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trái, không lần quán thù. Tích thanh chả lặng ni si nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga tam mê thu e tăng sa tinh na thích thầy ya pram ma mê tăng vi ha răng y tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Địch thiền cha anu pa gam ma si la va da sa ne na sam ban no ca me su vi nay ghe tăng nay cha tu ga pha say yang tu na re ti ti ai sa li kiến thủ có giới hạnh nghiêm trì đạt cảnh ti viên mãn không ở nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Tha cha bùm mãn tha đê hoa na ca ma hiếm thi ca buồn nhân nô an u mô tâm tu chi răng rắc thân tu sa sa năng a ca sát tha cha bùm mãn tha đê hoa na ca ma hiếm thi ca buồn nhân nô an u mô tâm tu chi răng rắc thân tu nô ga u a ca sát tha cha bùm mãn tha đề hoa na ga ma hin thi ca bùn nhan nô anu mô tan tu chi ran ra khan tu nhà ta yo a ca sát tha cha bùm mãn tha đề hoa na ga.
Ummantha Devanaka Mahittika Punyanno Anumodantu Chiranrakhantu Nosana. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thủ tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện giữ gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Thi đằng nô nhã thi đằng hồ tư sư kỳ tà hồn tư nhà tây dù. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quá tà mê phùn nhằn á xà quá khát quá hằng hồn tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên, ngự gạo mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chiêu phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có tâm máu. Y đằng nô phùn nhân nipan nasapat chayo hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thước lành thai. Dạ, giờ lễ báo tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, thưa bây giờ cũng đã đến giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời quý vị cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacalo kathi pati saham pati. Thātān chaliyān thi vāraṁ āyācātān Santi thāsantam bhārajaṁ khācātikā Deśe tu tham mong anukhaṁ vimaṁ bhācāṁ Santham Mabhirin Vinayam Chakayam Suntan Chabantham Abhitham Majam Mang Akutayantu Chathusan Chadandam Pamputhanayen Parisayamatche. Phạm thi vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lọc giá ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phạm từ, đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu như niết bàn, rồi từ đó mở hàng giáo pháp,
45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân vô cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cớ tin rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cậu trưởng trí tri vẹn toàn. Dạ, chúng con thành kính thỉnh thầy Kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý vị đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng huyết đến thầy Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Phật Ma nhé. Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ, cảm ơn quý vị. À, kính lễ sư trí đức cùng tất cả chư tôn đức tăng ni trong lớp, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay tiếp tục ha, tiếp tục phần chót của tập dạy nhân duyên, như là cũng sắp tốt nghiệp ha, sắp tốt nghiệp của vị pháp. Rồi trước khi vào buổi học thì chúng ta cùng nhà đảnh lễ tam bảo tất tắc. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi sammā sambuddhamattulaṃ Satsatham Magaluttamang Aphiwadiyapasitsang Aphitamattasangang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Tam Bảo nhé. Nam mô Sang Khai nhé. Kính thưa chư tăng đức cùng quý vị. Mai chương trình mình vẫn tiếp tục như thường lệ ha. Đọc Pali trước, rồi sau đó mời một vị là đọc bài vừa rồi. Và chúng ta tiếp tục bài học. Và xin mời MC làm việc. Nam Mô Bụt Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ ngài trí đức cùng chị tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào thầy Kinh đã trở lại đạo tràng để dạy di diệu pháp cho chúng con. Chúng con rất là mừng. Và con kính chào thầy và kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như thường lệ, con xin đọc bài Bali hôm nay ạ. Đoạn 3. Tát tha ta yo ác tha đoa đa sang gà ni quỳ sa ta ca ra ti san thi cha tu sang khê bồ tì ni quách ta ni đề mù la ni cha huệ đi tập bà tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avicca Sankhara Atito Attachatichara Maranang Anagato Attamacche tha bắt chụp bành nề ách tha ti ta vô ách tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng đó thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Ách cha sang kha ra huynh nha năng na ma ru băng sa la ya ta nang phát
so vê đa na tăng ha u ba đa năng pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti đoa đa sang ga ni so ca di wa cha năng ba net tha nit san đa pha la ni đắc sa năng vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh danh sắc lục căn, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tán vân vân là hậu quả của sanh. Như vậy con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng và con xin nhường mic cho kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avicca Sankhara Gahane Napanetha Tanghu Pada Napawa Pigahita Pawam Ti Tatha Tanghu Pada Napawa Gahane Na cha avit cha sankhara cha ti cha ra maranak gahane na cha vinyana disalapan cha kame wa gahi tam ti kat tòa. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đọc đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô pành cha y đà ni pha la pành cha cằn y đà ni he ta vô pành cha ai à ya tình pha la pành cha cằn tí vi sa ni sa ta ca ra ti sàm thi cha tu sàng khề ta cha pha hoàn tí. Như vậy, có một, năm nhân thuộc về quá khứ, và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại, và bốn, năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, con đã đọc xong, xin mời vị kết. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc bài đoạn 5. Avicca tanghu padana cha kile sawat tang kham mak khawa sankhato pawe kadeso sankhara cha kham mawat tang upapatti phawa sankhato pawe kadeso awasesa cha vipa kawat tang ti ti niwat tani Avicca tanha vasena đuê mula ni cha đuê di tap ba ni. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tê sa mê quá cha mù la năng ni rô thê na ni rút cha ti cha ra ma ra na mút cha ya thi li ta na ma phình ha sô a sa hoa năng sa múc tha đa a huyết cha cha pa quát ta ti. Hai, quát
ta ma anh tham mi chê quang tê phù ma ca ma na đi căng pa tích cha sa mô pa đồ ti pa tha bê si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển, chấm dứt vô minh xuất từ những nhiễm mô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sinh. Con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, con xin lãnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay ạ. Cảm ơn sư Diệu Quỳnh đã post bài học lên. Đi đoạn 3, tát thá ta yô áp thà đò đa sân gà miên quỳ sát ta gà ra tí sân thi chất tu sanh khề bồ tì ni quát tà ni đuệ mù là ni cha huệ đi tấp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cách thầm avijja sankhara atito attha jati chara maranang anagato attha macche attapacchuppanne attha ti attayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara viññānang nāma rūpaṃ salayatanaṃ passo vedanā taṇhā upādānaṃ pavo jati cara caraṇaṃ tidvā dasaṅgā nisodā divacanaṃ Panathanisan Dapalin Dapalandasanang. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, con xin mời đạo tràng lên đọc tư bài tiếp và Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư đức, con kính chào, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp đoạn 4. Avijja sankhara daha ne na panettha tang hu pa da na pha wa thikka hi ta pha bon ti tat tha ta hu pa da na pha quát ca ha ne na cha avijja sankhara chati chara mana mara na ga he ne na chok vinyana di pha la pan cha kha me wa ga hi tan ti khat to
Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm lậu hậu quả, cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta u pancha idani phala pancha kang idani he ta u pancha ayatin phala pancha kanti visatakara ti san chatu san ke pa chapa wanti. Như vậy, có một, năm nhân thuộc về quá khứ, và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại, và bốn, năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân loại. Dạ, con kính tri ân thầy và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Thích Thiện Vũ, Chị Metta, Thích Tina, Thích Thông Mai và Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Thanh Hoàng có đọc bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Và Nhật Quỳnh không thấy vị nào đưa tay nên Nhật Quỳnh đưa tay thôi. Dạ, Thanh Hoàng có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ nhường mic. Đổi máy khác hả? Dạ, vậy trong khi chờ đợi Thanh Hoàng và Nhật Quỳnh xin đọc để đạo tràng không bị trống vắng. Dạ, rồi Quang Thanh chạy mất kêu rồi. Dạ, con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh. Dạ, Quang Thanh có thể đọc bài hay không? Cho Nhật Quỳnh một tín. Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính đọc nha. Vị nào đọc bài thì đưa bàn tay lên nha quý vị. Dạ, con xin được đọc đoạn 5. Avijja tanhu bada nakile sawatankam bhavava sankhato bhavave kadeso sankhara chakamma vattang uppatti bhavava sankhato bhavave kadeso evasesa chavi bada vattanhi tì ni vát ta ni a quyết cha tành hà quá xê na đoa mù là ni cha quê đi tắp tắp và ni ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành phá hóa. Được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa trong đồng quanh của nghiệp, ba một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Dạ, con xin sám hối, con không có quét bài ra mà con đọc. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tê sám mê quá chám mù la năng
Nirodhe Nanirodhanti Ara Mana Mara Namuchaya Pilita Napin Haso Asakwa Nang Samut Bada Avicha Chapawa Tati Thai Watama Bantamik Jay Wang Tay Phu Maka Mana Di Kang Batit Chasa Mup Và Đầu Ti Bát Tháp Về Sĩ Maha Maha Muni. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Nam mô Bụt Tha giá dạ, con đã đọc hết đoạn 5. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Quỳnh kính tri ân thầy kinh, Như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào không quan thanh thanh hoàng, vị nào đưa tay thì dạ xà thú mời quan thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật và ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 3. Tát tha ta rô át thà đoà đa sằng gà ni ni quà ni quỳ sa tà ca ra ti sàn thì chát tu sằng khê bồ ti nì quát tà ni đề đề mu là ni trà quê đi bát ba nì ba nì. Nơi đây là định luật tùy thuộc phát sanh nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cát thầm Akvicha Sanghaya Atito Attha Chati Chaya Maya Nang Anagato Attha Bách Chê Attha Bách Chúc Bần Nề Attha Titaro Attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Akvicha Sanghaya Quỳnh Nhà Nằng Namaru Bằng Sa La Gia Tà Nằng Phát Sô Quê Đa Nà Tàn Hà U Đa Đà U Bà Đa Nằng Pha Vô Cha Ti Cha Gia Ma Ra Nàn Ti Đoà đa rằng gà ni rồ cà đi qua chan rằng ba nê thà nít sàn đa pha la nít đát xa năng. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta thán, tá thán, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ con đã đọc xong, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Cô
Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh cùng quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Cảm ơn các chị đã cho biết tín hiệu, có ơn sức nhiều hình. Avicca sanh khara ra 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 ga kha ne na pa the na pa hu tan tan hu pa da na pha hòa pi ga hi ta pha hoàn ti ta ta tha tành u pa da na pha wak ga ha ne na cha huy cha sanh kha ra cha ti cha ra ma ra na ga na ga ha ne na cha huyn ya di pha la pành cha ca mê wa ga hi tàn ti ca ca tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế đấy ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm đó. A ti tê hê ta qua pành cha y đà ni pha la pành cha càng y y đà ni hệ ta vô pành cha à gia tình pha la pành cha ca càn ti vi sa ta ca ra ti sàn thi cha tốt sàng kệ khề pa chê pha hoàn ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ, năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạ. Dạ con đã đọc xong, có sai con xin thầy quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic, con xin mời vị quý kế tiếp ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Trịnh Thành Hoàng. Dạ, Nguyệt Quỳnh kính mời bàn tay của Châu Nguyễn và Kim Nhung ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nguyệt Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Đoạn 5. Avicca tan hu ada na cha ki le sa wa tan cầm má phá quá sàn kha tô phá huệ cá đề số sàn kha ra chắc cầm má quá tăng u ba ba tí phá quá sàn kha tô phá huệ cá đề số áo quá sề xa chá quý bà cá quá tà ni tì ni quá tà ni áo quý trà tành hà quá sề ná đuệ mù là ni chá huệ đi tắp bà ni. Ba luân chuyển là: một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm; hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại; phá hóa là vòng quanh của nghiệp;
3. Một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới. Upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. 1. Tatte samme vacchamula nang nirodhe na nirodhati jara marana mucchaya pilita na mavinhaso asawa nang samupada avicca japavattati. 2. Vattama panthamicche vante phu makama nadikan paticca samuppado ti patthape simahamuni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức, càng lúc càng gia tăng trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ đảnh thầy, kính cảm ơn chồng Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính chào thầy Kinh, Nhục Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, có lẽ là không còn bàn tay nào nữa. Dạ, Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, kính thỉnh thầy Kinh đăng đàn để đạo tràng được học bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, Nhục Quỳnh kính thầy ạ. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sanh Thế. Sa thứ. Xin mời một vị đọc cái bài tuần trước học rồi nha. Để cho chúng ta có sự nối tiếp liên tục. Ai tình nguyện lên đọc thì xin giơ tay. Mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, vị nào trong đạo tràng có thể đưa tay đọc bài thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy thầy đợi lâu quá nên Nhật Quỳnh đưa tay. Dạ, nếu vị nào có thể đọc được thì mít ta có đọc được không? Thiện Vũ. Dạ, hôm nay Kim Nhung không đọc được rồi, không cầm mít được rồi. Dạ, nếu vị nào có thể cầm mít được thì cứ đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhường mic. Nhật Quỳnh chỉ đỡ mít cho thầy thôi. Mời Quang Thanh đọc xa thú. Mời Quang Thanh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ ngài Sĩ Đức và kính đảnh lễ kính chào thầy Kinh. Cha Tì Bách Bách Cha Già Chà Yama nàng sinh duyên lão tử, do duyên sanh tử sanh nên lão tử hiện hữu. Lão khi nào có sự lão hóa, sự già nua, sự cũ nát, khi đó là lão. Có hai loại sắc thân lão: Rubaka Raja 49 sát na trụ ở sắc pháp, tức là giai đoạn đỉnh trụ khi sinh diệt. Danh thân lão: Nam Namaka Rajara là sát na trụ của tâm và sở hữu tâm,
Mỗi sát na tâm có ba sát na tiểu là sinh trụ diệt. Tử khi nào có sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự chấm dứt, sự sống còn, khi đó là tử. Có ba loại. Tử thông thường là sự chấm dứt mạng căn, hay còn gọi là sự chấm dứt hơi thở, sự ngừng hẳn một đời sống của loài hữu tình tùy theo hạng và loại chúng sanh. Sát na tử là sự rơi vào sát na diệt của danh sắc. Tận diệt tử là sự tử của vị A-la-hàn toàn mọi sanh diệt. Mọi sanh diệt trở lại trong tương lai, hay nói cách khác là trạng thái nhập diệt tư cách niết bàn của Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và chư vị Thánh A-la-hán. Khi nói đến sanh duyên lão tử là phải nói đến sầu, xô, cá, bi, ba ri, đề, quà, đề, quá, khổ, đúc, khá, yêu, đô, manat, xá và não, u, ba, ra, xá. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, sầu, xô, cá, sự âu sầu do mất mát mọi thứ như bà con thân thuộc của cải, danh vọng, sự nghiệp, sức khỏe, giới đức. Sầu là một khổ nỗi trong tâm. Bi là ba ri đề quá, sự thống khổ khóc than xuất phát từ âu sầu đau khổ, bi và âm vang của sầu. Khổ đúc khá, khổ thân, khổ thọ về thân. Yêu đồ ma nát xá, yêu là đau nơi tâm, cảm thọ yêu của tâm. Não u ba ra xá là tình trạng não nề do sự đựng quá nặng về tinh thần khi mất mát người thân. Não nặng hơn yêu về tâm trạng, sầu bi khổ yêu não là những hậu quả tất yếu của sanh. Lão tử duyên vô minh, ra cha ma ra nằng bách cha ra ra a huy trà, sanh có đầy đủ danh sắc năm uẩn như vậy. Tứ lậu dục hữu kiến vô minh có đủ, do có pháp lậu là duyên vô minh, đồng nghĩa lão tử duyên vô minh. Ba thời át tha có ba quá khứ, hiện tại, vị lai. Thời quá khứ vô minh và hành, thời hiện tại thức danh sắc lục nhập xúc ái thủ và hữu, thời vị lai sinh và lão tử 12 chi an gã, tức là 12 nhân duyên chi pháp vô minh hành lão tử, 20 hành tướng quý sa ta ca ra, 5 nhân hành tướng quá khứ vô minh hành gom thâu chung với 3 chi ái thủ hữu, 5 quả hành tướng hiện tại thức danh sắc lục nhập xúc thọ, 5 nhân hành tướng hiện tại ái thủ hữu vô minh và hành, 5 quả hành tướng tương lai thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Do vậy chúng ta có 20 hành tướng là 5 nhân quá khứ, 5 quả hiện tại, 5 nhân hiện tại, 5 quả vị lai bằng 20. Được gọi là nhân vì các pháp này thuộc lĩnh vực tạo tác gây nghiệp, chúng là pháp nhân và khả năng tạo quả. Được gọi là quả vì chúng được hiện hữu, được sao và do bởi các nhân tạo. Trong 5 quả hiện tại thức danh sắc lục nhập thọ trong tất cả sanh lão tử, vì khi 5 quả này hiện khởi thì khi đó sinh, khi chúng trở già thì là lão, khi chúng bị tiêu hoại chết thì gọi là tử. Cùng thế 5 quả vị lai cũng tương tự. Dạ con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn chị Châu Nguyễn đã bóc bài. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Con thầy kinh. Sa thứ. Rồi, cảm ơn cho Hoàng Thanh. Rồi, vậy ta tiếp tục ha, tiếp tục thêm với phần 3 mối nối.
Đi sanh thiết, bà mới nói. À, cái lễ sư tử đức mới vào rồi. À, giờ tiếp theo phần ba mới nói ha. Rồi, xuống dòng, bà mới nói ha. Cũng chính vì có sự liên hệ tương quan giữa nhân và quả. Cũng chính vì có sự liên hệ tương quan giữa nhân và quả. Nên ba mối nối này được liệt kê ra như sau. Nên ba mối nối này được liệt kê ra như sau. Rồi, tức là về ba cái mối nối thì được liệt kê ra, được tính ra được là bởi vì có một cái sự liên hệ tương quan trong cái thập nhị duyên, thì nó có cái sự tương quan với nhau về nhân cho quả, nhân quả tương quan với nhau, thành ra cho nên chính vì như vậy ba mối nối này được liệt kê ra để cho chúng ta thấy rõ chỗ nào là nhân, chỗ nào là quả một cách rõ ràng ha. Rồi xuống dòng mối nối một được chưa? Xuống dòng hành và thức, hai chấm hành và thức. Đây chính là mối nối từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Đây chính là mối nối từ nhân quá khứ sang quả hiện tại. Thì như vậy trong cái vòng thập nhị nhân duyên á, mình thấy á, thì vô minh duyên cho hành, rồi từ hành này nó mới duyên cho thức. À, thì giờ hành với thức à, ngay cái chỗ này chính giữa hai chỗ này là mối nối, là mối nối từ cái hành mình đi qua cái thức, tức là cái thức đem thức tục sinh. Thì như vậy cái hành này đó là nhân, hành này chính là nhân quá khứ, nó thuộc về quá khứ, nó cho ra cái thức tục sinh là cái quả hiện tại. Thì như vậy hành và thức là mối nối nhân quá khứ và quả hiện tại. À, như vậy hành là thuộc về nhân quá khứ và thức là cái quả hiện tại. À, cho nên đây chính là cái mối nối thứ nhất trong cái dòng thập nhị duyên mà chúng ta cần phải được biết. À, ngay cái đoạn từ hành vừa qua thức đó, hai cái chỗ này nè, chính giữa đó là cái cầu nối từ quá khứ sang hiện tại, từ nhân quá khứ sang cái quả hiện tại. Đó chính là cái mối nối thứ nhất mà chúng ta cần phải được hiểu là như vậy. Rồi, như vậy quý vị này hiểu không ạ? Alo, có nắm được không? Alo.
rồi ha, à, tức là cái nói cái giống như cái cầu nói từ cái hành qua cái thức vậy đó. Mà hành nó thuộc về cái nhân quá khứ, à, cái thức nó thuộc về cái quả hiện tại, tức là cho qua cho cái quả tục sinh, à, do cái nhân quá khứ là hành, à, là nó cho ra cái thức. Thì như vậy hành và thức là cái mối nói, chính là cái mối nói là từ nhân quá khứ sang quả hiện tại, đây chính là mối nói thứ nhất. Rồi xuống dòng mối nói hai. Mối nói hai. Thọ và ái. Hai chấm. Thọ và ái. Chính là mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Chính là mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Rồi như vậy chỗ cái thọ và cái ái đó, à, thì khi mình thấy là vô minh nhân hành, hành nhân thức, thức là thành quả ha, quả hiện tại ha, thức vì danh sắc lục nhập xúc thọ, thì những di pháp này đều là quả hiện tại hết, à, cho nên khi mà nói đến thọ và ái thì cái thọ là cái mối nối giữa cái quả hiện tại, cái thọ là thuộc về quả hiện tại, à, và ái là nhân hiện tại, à, do thọ duyên cho ái. Thọ là quả hiện tại và làm cầu nói qua là qua ái, là nhân hiện tại. Thì như vậy thọ và ái chính là cái mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. À, thọ là quả hiện tại và ái là hiện tại. Thì hai cái cho hai cái này chính hai giữa mối nối hai này đó, là giữa hiện tại và giữa quả và nhân trong cái thời hiện tại. Thì như vậy mối nối thứ hai là thọ và ái chính là mối nối giữa cái quả hiện tại và nhân hiện tại. Và đó là cái mối nối thứ hai mà chúng ta cần phải được biết như vậy. Rồi, nắm được chưa? Hello. Rồi, được ha. Ok, đó là cái mối nối thứ hai. Nhắc lại mối nối thứ nhất là hành và thức. Tức là mối nối là từ nhân quá khứ. Bởi hành là nhân quá khứ. À, là mối nối hiện trong từ qua nhân quá khứ mà sang cái quả hiện tại là thức tục sinh, à, thuộc về quả hiện tại. Thì hành và thức là mối nối từ nhân quá khứ, tức là từ thời quá khứ sang thời hiện tại, đó là nhân và quả. Rồi mối nối thứ hai là từ thọ và ái, thì thọ là quả của hiện tại, và ái chính là nhân của hiện tại. Thì như vậy thọ và ái là mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. À, hai cái điểm này đó là cái mối nối giữa cái thời hiện tại và cái thời nhân và quả hiện tại, à, để cho mình thấy rõ ràng ha. Rồi xuống dòng mối nối số 3. Mối nối 3. Hữu và sinh. Hữu và sinh. Là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. Là mối nối giữa nhân hiện tại và tương lai. Rồi, như vậy ở cái mối nối thứ ba, ta lấy hai chi pháp hữu và sinh. Thì hữu ở đây phải được hiểu là nghiệp hữu. Thì nghiệp hữu và sinh, tức là hữu ở đây là thuộc về nhân hiện tại, nghiệp hữu thuộc về nhân trong cái đời sống hiện tại.
và cho cái sự tục sinh trong tương lai, là quả của tương lai. Thì như vậy hữu là nhân hiện tại và sinh là quả tương lai, thì ngay cái thời điểm này chính là mối nối giữa nhân hiện tại nối qua cái đời sống mới là quả tương lai. Cho nên hữu và sinh được gọi là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. Đó là cái mối nối thứ ba. Thì tóm lại chúng ta có ba cái mối nối. Nhất là hành và thức, là mối nối từ nhân quá khứ bước sang cái quả của đời sống hiện tại. Đó là mối nối thứ nhất. Mối nối thứ hai là thọ và ái. Thọ và ái, thọ là quả hiện tại và ái là nhân hiện tại. Thì như vậy thọ và ái chính là mối nối giữa quả và nhân trong thời hiện tại. Rồi mối nối thứ ba, hữu và sinh. Hữu là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. Bởi vì hữu là nghiệp hữu thuộc về nhân hiện tại, và sinh là tái sinh trong tương lai, là quả tương lai. Thì như vậy hữu và sinh là nhân hiện tại và quả tương lai. Như vậy chúng ta có được ba mối nối, mối nối thứ nhất, thứ nhì, thứ ba trong dòng thập nhị nhân duyên. Chúng ta có cái chỗ nối từ cái quá khứ sang hiện tại theo nhân quả, tính theo nhân quả là như vậy. Đó là một cách phần về mối nối cho chúng ta thấy rõ ràng ha, có một sự tương quan giữa nhân và quả trong cái đời sống luân hồi. Tức là không có thể nào chúng ta thoát khỏi cái dòng này nếu mà chúng ta không chấm dứt được cái sự sanh tử. Cho nên đó là ba cái mối nối, nó cứ xoay như vậy sẽ dòng này. Rồi đó là xong về phần ba mối nối. Quý vị nắm được không? Alo, nắm được hết không? Cho biết đi. Rồi, ok ha, ok hết ha. Rồi, tiếp theo. Bốn yếu lực. Tu sanh khê bát, bốn yếu lực. Là sự phân chia giữa nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Là sự phân chia giữa nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi, như vậy bốn cái yếu lược này là nói về một cái sự phân chia ra về nhân quả, thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai theo từng yếu lược một. Thì như vậy trong cái vòng thập nhị nhân duyên cho chúng ta biết là có được là bốn cái yếu lược, cho bốn cái yếu lược chính trong cái thập nhị nhân duyên. Rồi, xuống dòng. Yếu lược một, hai chấm. Yếu lực một. Vô minh hành thuộc nhân quá khứ. Vô minh hành thuộc nhân quá khứ. Rồi, như vậy trong cái yếu lược một là nói về những cái điểm chính yếu thuộc về nhân, thuộc về quá khứ, là nó có hai là vô minh và hành. Nó thuộc về nhân, mà nhân này thuộc về nhân quá khứ, nên xếp vào yếu lược thứ nhất. Rồi xuống dòng yếu lược hai, hai chấm.
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc quả hiện tại. Thức, danh sắc, lục nhập, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc quả hiện tại. Rồi, như vậy yếu lực hai là bắt từ cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ thuộc về hệ quả, tức là thuộc về hệ quả, thuộc về hiện tại, được xếp vào trong yếu lực thứ hai. Vô minh hành thuộc về yếu lực thứ nhất, thuộc về nhân, nhân thuộc về quá khứ, thì nó sẽ cho ra cái yếu lực thứ hai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ thuộc về quả hiện tại, đó là yếu lực thứ hai. Rồi xuống dòng yếu lực thứ ba, yếu lực ba. Ái, thủ, hữu thuộc nhân hiện tại. Ái, thủ, hữu thuộc nhân hiện tại. Rồi, như vậy với yếu lược thứ ba cho chúng ta có ba chi là ái, thủ và hữu. Thì những cái này thuộc về nghiệp ha, ái, thủ, hữu thuộc về nghiệp thì nó là thuộc về nhân, nó thuộc về cái tạo tác là nhân. Thì như vậy ái, thủ, hữu nằm trong thời hiện tại. Thì như vậy ái, thủ, hữu được xếp vào thuộc về loại nhân hiện tại, đó là thuộc về yếu lược thứ ba. Rồi, yếu lược thứ tư, hai chấm. Bốn, sinh, lão tử thuộc về quả tương lai. Sinh, lão tử thuộc về quả tương lai. Rồi, như vậy với bốn yếu lược này á, chúng ta sẽ thấy rõ được nhân và quả của thời quá khứ, hiện tại và tương lai một cách rõ ràng, không có còn mù mờ nữa. Chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề nhân quả được thể hiện qua bốn yếu lực để cho mình có được một cái sự hiểu biết đúng đắn, một cái niềm tin vững chắc về giáo pháp. Ai mà tin được, hiểu được cái nhân quả thì người đó coi như là cũng đã có được một chút ít trí tuệ về chánh pháp không? Thì như vậy về bốn yếu lược này cho mình biết là vô minh hành nó thuộc về nhân quá khứ, tức là xếp về thuộc về cái thời quá khứ. Và yếu lược thứ hai là do cái hành thuộc về nhân quá khứ này nó cho là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại, tức là cho mình có đời sống hiện tại là có thức, tục sinh, rồi danh sắc, rồi lục nhập, xúc, thọ. Thì những chi pháp này được xếp vô được là kết quả thành tựu do nhân quá khứ, tức là do vô minh mà hành, cho chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về quả hiện tại. Rồi từ cái quả hiện tại này làm phát sanh ra cái yếu lược thứ ba là ái, thủ và hữu, tức là ái chấp thủ và nghiệp hữu. Thì ba cái này thuộc về tạo nhân hiện tại, thì do chúng ta cái yếu lược thứ ba là mình có cái thêm cái nhân hiện tại. Và chính vì do có nhân hiện tại này đưa đến yếu lực thứ tư là sinh, lão tử thuộc về quả tương lai. Cho nên đó là cái định luật về nhân quả trong cái thập thiện duyên, phân cho chúng ta thấy là bốn yếu lực một cách rõ ràng. Nhân quá khứ, quả hiện tại, và nhân hiện tại sẽ cho quả tương lai. Là không ngừng nghỉ, nếu mà mình cứ như vậy mình không có tu tập để mà thành tựu cứu cánh giải thoát, không có cắt đứt cái dòng sanh tử này, thì chúng ta cứ xoay dòng trong bốn yếu lực này như vậy ha. Rồi đó là bốn yếu lực. Rồi tiếp theo ba luân.
lưng tí ni quá quách tà ni bà lưng là ba nhóm pháp, là ba nhóm pháp làm luân chuyển bánh xe sanh tử này không ngừng nghỉ, là ba nhóm pháp làm luân chuyển bánh xe sanh tử này không ngừng nghỉ. Rồi, tức là ý nghĩa về nói về ba luân, tức là ba cái nhóm pháp, ba cái nhóm mà chúng ta sẽ học tới, là nó ba cái nhóm này nó làm cho cái dòng sanh tử luân hồi, cái bánh xe mà chuyển động sanh tử luân hồi liên tục không ngừng nghỉ, bởi vì do ba cái luân này. Nếu mà chúng ta không có ba luân này thì coi như khỏe chấm dứt, còn nếu ba luân này vẫn tồn tại thì nó cứ xoay mãi như vậy không. Rồi như vậy ba luân gồm có thứ nhất phiền não luân. Phiền não luân, một phiền não luân. Có ba chi pháp, hai chấm. Phiền não luân có ba chi pháp. Và chi pháp chấm vô minh, ái và thủ được gọi là phiền não luân. Vô minh, ái, thủ được xếp vào chi pháp là thuộc về phiền não luân, gây phiền não, gây náo loạn. Vô minh, ái, thủ. Dòng số 2, nghiệp luân. Có hai chi pháp, nghiệp hữu và hành. Nghiệp hữu và hành. Là di pháp tạo nghiệp, là nghiệp hữu và hành, là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, là những cái chi pháp mà tạo ra cái nghiệp để mà đưa đi tái sanh, thì như vậy được gọi là nghiệp hữu và hành, có hai chi pháp. Rồi số 3, quả luân. Quả luân. Có 8 chi pháp. Có 8 chi pháp. Sanh hữu, thức. Sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và lão tử. Sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử là 8 chi pháp. Sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử. Rồi như vậy quả luân là cho chúng ta biết là có 8 chi pháp, là sanh hữu là cảnh giới tái sanh, nó cũng là cái thành quả ha, trong tương lai. Sanh hữu, thức, tục sinh, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh và lão tử,
tám di pháp này được xếp vào nhóm gọi là quả luân, những thành quả, kết quả thành tựu do nghiệp luân và do phiền não luân kết hợp tạo thành cho chúng ta có cái quả luân, là tục sinh trong một cảnh giới, trong cái đời sống mới liên tục. Nếu mà chúng ta vẫn còn tạo nghiệp, vẫn còn có những phiền não quấy động làm tạo những ác nghiệp, những thiện nghiệp gì đó, thì cái sự luân hồi nó vẫn tiếp diễn. Thì như vậy ba luân này nó chính là ba cái, chính là ba cái pháp mà nó tác động, nó vận hành, nó tạo cho cái bánh xe luân hồi nó xoay chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Cho nên đó là cái mà chúng ta cần phải được biết là ba luân nó là một cái sự giống như nó là một cái lực tác động. Giống như bánh xe mình quẹt cái nó quay, cái quẹt nó quay chạy hoài, nó tác động hoài như vậy ha. Thì như vậy do chính vì do ba luân này làm cho cái bánh xe nó xoay chuyển liên tục không ngừng, nó không có chấm dứt lại được. Đó được gọi là ba luân, là ba nhóm pháp mà làm cho cái dòng sanh tử luân hồi, cái bánh xe chuyển động sanh tử nó liên tục không ngừng nghỉ. Đó là được biết là ba luân. Chưa có gì nắm được không? Alo. Rồi, sao đúng không? Hai căn mù lá. Chính là hai cội rễ, hai gốc rễ của bánh xe sanh tử này. Chính là hai cội rễ, hai gốc rễ của bánh xe sanh tử này. Rồi, như vậy chúng ta biết hai căn chính là hai cái lỗi, cái gốc rễ của cái dòng sanh tử luân hồi này. Đó là được gọi là hai căn. Xuống dòng căn 1, 2 chấm. Căn 1. Vô minh là căn thuộc gốc rễ của đời quá khứ. Vô minh là căn thuộc gốc rễ của đời quá khứ. Căn 2 ái là căn gốc cội nguồn của đời hiện tại. Ái là căn gốc cội nguồn của đời hiện tại. Thì như vậy chúng ta có hai cái căn gốc, hai cái cội nguồn của đời sống. Và vô minh là thuộc về căn gốc của thời quá khứ. Và ái là căn gốc của cái đời sống hiện tại. Thì như vậy khi nào mà hai cái căn này, khi nào mình còn vô minh, còn ái thủ, khi nào hai căn này còn tồn tại, chưa có được, mà chưa có phá tan được nó, chưa có dập tan được nó, chưa được tiêu diệt, chưa được diệt mất, thì khi đó cái bánh xe tam luân, tức là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, nó vẫn quay như thường, nó quay liên tục không ngừng.
cho đến khi nào mà cái phiền não lưng là vô minh ái thủ được mình thiêu đốt hoàn toàn luôn, mình được thiêu đốt đó, và khi đó cái nghiệp luân cũng bị luộc chín luôn, tức là nghiệp hữu hành bị luộc chín luôn. À, và khi bị luộc chín luôn thì quả luân nó sẽ chấm dứt, quả luân sẽ biến mất, toàn bộ cái bánh xe sanh tử luân hồi này nó sẽ ngưng hoạt động, nó sẽ bị chấm dứt, không còn xoay được nữa. À, chỉ với khi nào mà chúng ta tiêu diệt được hai cái căn vô minh quái này, khi nào hai căn này mà nó còn tồn tại được là khi đó là bánh xe tam luân nó cứ chuyển, và phiền não luân, nghiệp luân, quả luân nó cứ liên tục nó xe vòng ha. À, khi nào mà mình giết được, mình diệt được cái, mình đâm thủng được màn vô minh, mình cắt đứt được cái dục, mình cắt đứt được như vậy thì khi đó bánh xe tam luân nó ngưng, phiền não luân nó bị thiêu đốt, nó không còn, nghiệp luân nó bị luộc luôn, những cái mà tạo nghiệp nó bị luộc chín, nó không còn có cái mầm để mà nó cho quả nữa. Giống như một vị a la hán đắc quả vị a la hán thì cái nghiệp luân này bị luộc chín luôn, không còn có khả năng cho quả nữa. Thì như vậy cái quả luân tan biến, quả luân nó biến mất, toàn bộ khi mà sự việc nó được chấm dứt như vậy thì toàn bộ bánh xe sanh tử này là nó ngưng, nó không còn hoạt động nữa. Cho đến khi nào vô minh vãi chúng ta tận diệt được nó. Còn bây giờ chúng ta vẫn còn vô minh, vẫn còn ngu si, vẫn còn ái dục, vẫn còn bám víu vào sắc thinh hương vị xúc pháp, đời sống của mình vẫn còn bị dính mắc, vẫn còn chấp thủ vào những cái quan kiến này quan kiến kia đủ thứ chuyện không. Thì như vậy chính vì chúng ta vẫn còn hai cái gốc là hai cái tên ác ma nè, vô minh và ái nè, mình mà còn hai cái căn gốc này nó còn trong người mình đó, thì khi đó chúng ta không thể nào ra khỏi cái tâm luân, không thể nào thoát được cái dòng sanh tử luân hồi này được. Cho nên hai căn này cần phải biết rõ, cần phải liễu tri và cần phải tiêu diệt đó. Mình cần phải tu tập để mình tiêu diệt được hai cái này. Còn nếu chưa có cắt được ái, chưa có diệt được vô minh thì chúng ta phải chấp nhận tương đau. Đó là cái vấn đề là như vậy. Cho nên đó là cái do cái thập nhiện duyên cho chúng ta, là do mình học mình biết là do có cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không. Tức là do có vô minh thì vô minh nó duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, sắc duyên lục nhập xúc thọ ái, nó cứ duyên như vậy. Do cái này có thì có, nhưng mà nếu mình cắt đứt được ái, cắt đứt được vô minh thì tất cả những cái chi pháp kia nó đều rụng rời hết á, đứt rời ra, nó không còn tồn tại được. Đó là cái mà chúng ta biết như vậy. Như vậy toàn bộ cái lý duyên khởi mình được trình bày như vậy đó, thì mặc dù mình được trình bày như vậy nhưng mà nó vẫn là còn sơ khởi lắm nha quý vị, nó còn đại lượng lắm, và với cái chuyện rất là tham sâu, rất là cái trí phàm tử của mình đó. Mình hiểu được cái là chi pháp nó ẩn tàng rất là vấn đề trong đó. Từ vô minh mà duyên cho hành, hai cái này nó ẩn tàng bao nhiêu duyên trong đó để nó thành tựu được cái gọi là vô minh. Duyên cho hành là từ hành quá khứ, nghiệp quá khứ mà nó duyên cho cái thức tục sinh trong hiện tại, thì nó cũng bao hàm bao nhiêu thứ trong đó, chứ không phải là đơn giản mà chúng ta hiểu được như vậy. Cho nên khi mà ngày xưa Đại Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn về vấn đề mà 12 nhân duyên này đó, ông nói Đức Thế Tôn là hy hữu thai bạch Thế Tôn, hy diệu thai bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Thế là ông Đại Đức Ananda tuyên bố với Đức Phật là giáo pháp này ngài đã hiểu hết cách minh bạch rõ ràng. Nhưng mà Đức Phật mới dạy cho Ananda rằng là: này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ mung cha và lao sợi ba bát chát, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú đọa xứ và sanh tử. Cho nên Đức Phật nói không có dễ gì mà hiểu được cái giáo pháp này.
Bởi vì giáo pháp này nó thâm thúy, nó sâu lắng, nó vi diệu. Nhiều người mình học mình sơ sơ, mình tưởng là mình hiểu được cái lý duyên khởi này, mình hô hào dỗ ngực xưng tên không à, tôi dễ mà giáo lý duyên khởi thập nhiễm duyên này nó có gì đâu dễ à, thực sự không có đơn giản như mình tưởng như vậy đó. Vì mình học chỉ là mình biết được cái sườn bên ngoài, cái sơ khởi bên ngoài để mà cho mình có được cái khái niệm về như thế nào là sanh tử, như thế nào là nhân, như thế nào là quả, như thế nào là duyên, để mình hiểu được một cách là, có cái căn bản như vậy. Rồi từ từ về sau chúng ta sẽ học sâu hơn nữa thì thấy cái sự hiện bài nó một cách rất là rõ ràng. Nếu mà mình đã chứng đắc được thánh đạo thánh quả thì mình sẽ thấy được vấn đề nó rõ ràng hơn. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy với cái thập nhị duyên này rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn mà cũng rất là khó mà để chúng ta có thể mà hiểu thấu được. Rồi đó là chấm dứt được cái phần thập nhị duyên. Nhưng mà hôm nay thì sẽ có cái cuộc mời quý vị lên chia từng cái phần ha. Ví dụ như giờ Vũ Minh, Duyên Hành, ai lên chia chi pháp được không? Alo, Vũ Minh, Duyên Hành. Mời ai đây? Tình nguyện lên đây. Vũ Minh, chi pháp là gì? Hành là gì? Như thế nào sao đó, mời quý vị hai cái này thôi là đủ hết giờ. ông bài alo, mà là giơ tay lên. Rồi mời cô Dương Linh. Dạ thưa thầy, ông ngoài tức là những cái nãy giờ thầy giảng nãy giờ đó thì là bây giờ là bắt đầu đọc cái chỗ mà yếu lực vô minh duyên hành đó phải không thầy? Thầy cho biết đi chứ giờ không hiểu. Dạ vậy thì thôi kính mời đạo tràng thầy chưa có hiểu bài thầy ơi. Dạ đâu biết tới đâu mà trả bài. Dạ. Ôn lại là nhắc lại là vô minh và hành hai chi pháp đầu này. Bây giờ vô minh là chi pháp nào nên mình phải nói cho rõ ra vô minh là gì, chi pháp là gì, rồi hành là gì, chi pháp là gì, gồm có bao nhiêu chi pháp như thế nào đó. Rồi mời quý vị nha, mình cố gắng động não mình tập từ từ ôn bài lại ha, cho nó được rõ ràng ha. Rồi mời quý vị tự giác nha, tự giác tình nguyện vô tay nha. Rồi xuống mic ạ.
Dạ thưa thầy, thầy phải cho thí dụ chứ, học trò này là sơ cơ mà thầy nói làm như học trò xịn vậy đó. Trong này là xịn nhất là mà Châu Nguyễn với Kim Nhung thôi, còn này là học trò dốt không thầy ơi. Đúng là hoài luôn. Bây giờ vô Minh, mấy chữ vô Minh nào? Rồi, Dương Minh, chi pháp Dương Minh là nói thử coi, Dương Minh chi pháp là gì? Dạ, thưa thầy, đâu có biết chi pháp này gì, thầy phải cho thí dụ, chứ còn mà thầy nói sơ vậy là không biết, nếu biết là đã cập mít trả lời rồi, dạ, đánh mít đến thầy à. Này mới phạt quỳ gì quá, quỳ nhan tiếc hồ. Châu Nguyễn đâu, lên cầm mic nói chi pháp của Vương Minh là gì rồi. Mời Châu Nguyễn lên. Dạ thưa thầy, dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cảm ơn Sứ Thiện Vũ cho con biết tín hiệu. Thầy kêu phân tích ra con giải thích như thế nào cho nó đúng. Con chỉ biết là vô minh thì căn gốc của nó là tâm sở si, còn hành rồi có nói gì ra nữa không thầy? Dạ. Sao nữa, con chưa hiểu ý thầy là giải thích ra làm sao nữa. Còn hành á, thì cái pháp bản thể của nó là tâm sở tư thôi, thì con chỉ có thể biết vậy thôi, chứ thầy kêu con giải thích nữa là con không hiểu. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Vô Minh là căn cái là bạn chi pháp là tâm sở si, đúng rồi, đúng chưa? Rồi hành là phân ra như thế nào, hành là ai lên tình nguyện, hành là gì, gồm có bao nhiêu pháp gì đó, hành ai lên, mời quý vị giơ tay tự tình nguyện nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam Mô Thầm Ma dạ. Nam Mô Sàng Kha dạ. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn quý vị. Cho biết là đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con... Có làm sao con nói vậy, con hiểu được gì con nói nấy. Có sai thì xin thầy chỉnh sửa. Dạ, nói về hành á, thì tâm sở tư của hành đó, ở tâm sở, căn gốc của hành là tâm sở tư. Dạ, tức là chetana. Tâm sở tư này nó chi phối và quyết định mọi hành, đôn đốc xúi dục các pháp, làm cho các pháp cùng sanh, nắm bắt cảnh, hoàn tất nhiệm vụ sắp đặt các pháp động sanh, làm theo. Và hành thì có ba, phi phúc hành. Phi phúc hành tức là tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng động sanh khởi trong 12 tâm bất thiện, và tạo nên cái việc làm bất thiện. Mà phi phúc hành thì gồm có ba là những cái bất thiện về thân, thì gồm có là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. Về khẩu
thì có nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói phù phiếm về thân, khẩu, về ý. Về ý thì có tham lam, sân hận, tà kiến. Đó là phi phúc hành. Về phúc hành thì cũng do tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong tám tâm thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, và sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và các cái sắc nghiệp thiện. Đó là thứ hai. Và thứ ba là bất động hành. Bất động hành thì do tâm sở tư phối hợp tương ưng đồng sanh với một trong bốn cái tâm thiện vô sắc, và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Dạ, con hiểu bao nhiêu đó thôi. Dạ, xin thầy cho biết cái chỗ nào sai, chỗ nào còn thiếu sót thì xin thầy chỉnh sửa, hay chỗ nào đúng chỗ gì đó thì xin thầy chỉnh sửa cho con. Dạ, thầy con xin xuống mic. Xa thứ, xa thứ. Rồi, mời cô Kim Dung, nãy nó giơ tay, mời Kim Dung lên bổ túc thêm, cho thêm phần hấp dẫn nha. Mời cô Kim Dung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Dạ, con thưa thầy, chị Metta nói như vậy là cũng là đầy đủ rồi ạ. Con chỉ xin nói lại thôi ạ. Chi pháp của vô minh và hành thì chi pháp, căn gốc của vô minh là tâm sở si, do đó chi pháp của vô minh đó chính là tâm sở si, là sự mê mờ lầm lạc. Thì là si, tức là một trong ba cái nhân bất thiện là tham, sân, si. Còn về hành á, thì chi pháp của nó là tâm sở tư. Thì Đức Phật cũng nói tư chính là nghiệp, tức là hành. Thì tư ở đây trong hành có ba là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì đối với phi phúc hành á, thì là, đó là tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng trong, là một trong 12 tâm bất thiện. Còn đối với phúc hành á, là tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng ở trong một trong 8 tâm thiện dục giới và 5 tâm thiện sắc giới. Còn đối với bất động hành là tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng đồng sanh cùng với một trong 4 tâm thiện vô sắc giới. Dạ, đó là, dạ, con thể xin nói thêm là trong phi phúc hành thì tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng là một trong 12 tâm bất thiện thì sẽ ra tạo ra quả bất thiện. Còn phúc hành thì tâm sở tư phối hợp với đồng sanh cùng với các tâm sở tương ưng và một trong 8 tâm thiện dục giới thì và 5 tâm thiện sắc giới thì sẽ cho ra những quả thiện dục giới. Còn ở trong bất động hành thì tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng đồng sanh cùng với một trong 4 tâm thiện vô sắc thì sẽ tạo ra quả vô sắc. Dạ, đó là chi pháp. Con có sai, nhờ thầy chỉnh sửa giúp ạ. Dạ, cảm ơn. Sao hứa mà có lộn chút xíu, cô Dung lộn chút xíu chỗ mà tâm sở tư phối hợp với thiện dục giới với thiện sắc giới khác nha. Tâm sở tư phối hợp với thiện giới cho quả thiện dục giới, còn tâm sở tư phối hợp với thiện sắc giới cho quả sắc giới, chứ không phải cho quả dục giới nha. Nó khác, cái chừng lộn ha. Rồi giờ có cái này là cô Nhật Quỳnh là dễ nhất ha. Rồi tâm sở tư phối hợp với 12 tâm bất thiện thì cho ra được gọi là phi phúc hành, là thuộc về nhân bất thiện, đúng không? Rồi 12 tâm bất thiện là những tâm nào, mời cô lên cô đọc dùm hết. Rồi. Đừng nói là không biết nha. Rồi cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức.
Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Tina. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào thầy Kinh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, thưa thầy, Nhật Quỳnh là học trò dốt nhất trong lớp thầy. Thầy có hướng dẫn tới đâu thì biết tới đó thôi. Nhưng mà có lẽ đọc 12 trăm bất thiện này thì có lẽ Nhật Quỳnh đọc được. Dạ, nhưng mà cũng không bảo đảm lắm. Nhưng mà thầy cho Nhật Quỳnh biết được là đọc có thể đọc là cái tâm tham, thí dụ 8 tâm tham đi, thì có đọc thọ hỷ thọ xả hay không. Dạ, cho Nhật Quỳnh biết để Nhật Quỳnh cho nó đúng chưa, thật sự về di dự pháp. Nhật Quỳnh, dạ, Nhật Quỳnh rất là yếu, biết mình yếu nhưng mà mình cố học với cái pháp này chỉ có Đức Phật mới phân giải được thôi, nên cố học nhưng mà biết mình ở đâu. Dạ, cảm ơn thầy. 12 tâm bất thiện chia làm 3: tâm tham, 8 tâm tham. 1. Tâm tham hợp đà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp thà vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm tham 8 này có 4 tóm, 4 tâm là thọ hỷ và 4 tâm là thọ xả. 2 là 2 tâm sân. 1. Tâm sân thọ ưu hợp tà vô trợ. 2. Tâm thân, tâm sân thọ ưu hợp tà hữu trợ. 6 hối đạo tràng. Và là tâm sân có 2, tâm si cũng có 2. 1. Tâm thi, tâm si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật, gồm có 2. Và như vậy là tất cả có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, cộng lại là 12 tâm bất thiện. Là tâm sân. Dạ. Tâm sân có 2 là tâm thân, tâm sân thọ ưu hợp hẳn vô trợ. 2. Tâm sân thọ ưu hợp hẳn hữu trợ. Dạ, như vậy là đúng chưa? Dạ, thầy còn sai không thầy? Dạ, xin thầy chỉ dạy cho Nhật Quỳnh đã nói hết từ đầu rồi. Dạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, cảm ơn tri ân thầy Kinh và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Thầy nhé. Rồi, xà thứ, xà thứ. Đúng còn rồi, đúng còn quý quý lưỡng khẩn. Xà thứ. Rồi, bây giờ phi phúc hành là 12 tâm bất thiện, ha, con số 4, 12 tâm bất thiện. Thì nó sẽ cho ra bao nhiêu quả? Quý vị liệt kê ra dùm coi, ai lên liệt kê dùm bao nhiêu quả. Ai giờ tay lên. 20 quả, 30 quả, 40 quả. Rồi, mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính hành lễ sư Trí Đức, con xin kính hành lễ sư Pháp Trang, con xin kính hành lễ sư Tệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, từ 12 tâm bất thiện nó sẽ cho ra 7 quả bất thiện vô nhân, đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, tiếp thu thọ xả quả bất thiện và quán sát thọ xả quả bất thiện. Dạ con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ.
Rồi, xa thôi, xa thôi ha. Rồi, bây giờ phúc hành. Giờ nãy là phi phúc hành, giờ tới phúc hành. Ai lên đọc chi pháp rồi phi phúc hành. Đây là phúc hành giùm coi, đọc phúc hành coi. Ai tình nguyện đây? Cô Hồng Mai, rồi cô Hồng Mai lâu quá trốn dưới hoài, mời cô Hồng Mai lên đọc phúc hành. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Kính chào thể đạo tràng. Dạ, phúc hành là tâm sở tư, cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh trong tám tâm thiện dục giới. Năm thiện giới sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và các sắc nghiệp thiện. Dạ, thì tâm tám tâm quả thiện dục giới, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ lưu trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ lưu trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã lưu trí vô trợ và tâm thiện thọ xã lưu trí hữu trợ. Và năm thiện sắc giới là tâm thiện thọ hỷ sơ thiện, tâm thiện thọ hỷ sơ thiện sắc giới, tâm thiện thọ hỷ nhị thiện sắc giới, tâm thọ hỷ tam thiện sắc giới, tâm thiện thọ hỷ tứ thiện sắc giới. Ơi, xa lớn ha. Nghe rồi, đây rồi, đứng chút xíu với chóc rồi. Nghe rồi. Rồi, bây giờ ai lên trình bày dùm là phúc hành nó cho những quả nào? Alo, ai cho biết đây? Giờ phải là phúc hành cho những quả nào? Em rượu rồi. Rồi mấy ta lên đi. Nói về quả, ok. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Thầy kêu con nói về các tâm quả phi phúc hành hả thầy? Hay là phúc hành? Dạ con nghe chưa rõ. Dạ, quả do phúc hành. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, quả do phúc hành tức là tâm sở tư cùng đồng sanh với các tâm sở tương ưng, một trong tám tâm thiện nghiệp giới và năm tâm thiện sắc giới, thì sẽ cho ra các quả, sẽ cho ra tám tâm quả thiện dục giới và năm tâm quả thiện sắc giới. Dạ, thì con xin đọc tám tâm quả thiện dục giới gồm có tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ và tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Về năm tâm quả sắc giới thì gồm có tâm quả thọ hỷ sơ thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ nhị thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ tam thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ
tứ thiền sắc giới và tâm quả, thọ xả, ngũ thiền sắc giới. Và đó là những cái tâm quả thuộc phúc hành. Và có chỗ nào sai thì xin thầy chỉnh sửa. Dạ, con xin xuống mít. Rồi, xà thú. Rồi, có thiếu chỗ nào quý vị ơi? Ai bổ túc không? Xin lên bổ túc thêm coi. Ai lên bổ túc? Châu Nguyễn, lên bổ túc. Nguyễn đâu? Giơ tay lên. Rồi, mời. Dạ, dạ thưa thầy, con đọc lại những cái tâm quả đó hả thầy? Những cái tâm quả do phúc hành của phúc hành cho đó hả thầy? Dạ. Tâm quả thiện dục giới là tâm sở, phúc hành là tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong tám tâm thiện dục giới, thì sẽ cho tám tâm quả thiện dục giới là gồm có tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Và năm tâm thiện sắc giới cho ra năm tâm quả thiện sắc giới là gồm có tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới và tâm ngũ thiền sắc giới. Dạ. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con không biết có sai gì con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Ê, xa thú. Có ai bổ túc gì nữa không? Alo, cô Kim Dung có bổ túc gì không? Cô Kim Dung có lên bổ túc thêm gì không? Thôi. Rồi, bây giờ với hành duyên cho thức. Đúng không? Quên hành duyên cho thức. Rồi, ai trình bày được chi pháp về thích, em xin mời lên giùm. Hành diện cho thích, thì thích là cái gì đây? Alo. Rồi, mời quý vị.
phải không? Thức là gì đây? Alo, học rồi quên hết trơn rồi trời ơi. Quý vị nào đâu, mất tiêu hết rồi. Học 12 nhân viên xong rồi đem vô nấu thành chè xả nước hết rồi. Nấu thành viên chè xả nước không? Hết rồi. Rồi mời cô Phúng nè, thấy cô Phúng nãy giờ ghi nè, mời cô Phúng lên trình bày dùm. Thức là gì, gồm có bao nhiêu chi pháp trong đây, alo. Rồi, mời cô Phúng. Dạ, con xin kính lệnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào thầy và chào đạo tràng. Con nói có biết đúng không ạ? Dạ, thưa thức thì gồm có là 19 tâm quả tục sinh, tức là 2 tâm quan sát thọ xả vô nhân và 8 đại quả và 9 quả đáo đại. Dạ, không biết đúng không, con xin nói lại. Còn về cách khác thì nó có là rất có 32 tâm quả, đó là 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới và 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Dạ thưa thầy, con nói vậy không biết có đúng không, con xin. Rồi, xa thú, xa thú ha. Chính xác ha. Xa thú là có 19 tâm quả làm việc tục sinh. Rồi, mời cô Hồng Mai lên đọc 19 tâm quả làm việc tục sinh là những tâm nào, mời cô Hồng Mai coi. Ở 9 tâm quả tục sinh là mai qua họ xã vô nhân, 8 đại quả và 9 quả đáo đại. Thiện dục giới cộng giới Phật là không tứ tâm thiền thì tục sinh là cõi sơ thiền, quả nhị thiền tục sinh cõi nhị thiền, tâm thiền tục sinh cõi tâm thiền, tâm thiền tục sinh cõi nhị thiền, tứ thiền thì tục sinh cõi tâm thiền, ngũ thiền tục sinh cõi tứ thiền. Dạ có gì còn gì nữa không thưa thầy? Tìm lên mà la ó ung sùm. chọc không nghe được gì trơn. Mời Trang Nguyễn đọc 19 tâm quả tục sinh ôn bài luôn, đọc từ từ rõ ràng. Rồi nhà MC lên đọc ra Trang Nguyễn coi. Dạ thưa thầy, con xin đọc 19 tâm quả tục sinh là gồm có quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Tám tâm quả thiện giới tịnh hảo là gồm có tâm thiện, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ và tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Năm tâm quả sắc giới là gồm có sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới và tâm quả ngũ thiền sắc giới. Bốn tâm quả vô sắc giới là gồm có tâm quả thiện không vô biên xứ, tâm quả thiện thất vô biên xứ, tâm quả thiện vô sở hữu xứ và tâm quả thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dạ con bị sai cái, dạ con.
Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con sao chỗ nào thầy chỉ giùm con ạ? À? Ở chỗ tâm quan sát sai rồi ha. Quan sát thọ xả quả bất thiện với quan sát thọ xả quả thiện. Chứ không phải quan sát thọ xả quả thiện rồi quan sát thọ hỷ quả thiện. Đó. Quýu lên động tùm lum là. Được chưa? Thì lộn mà lộn cái này chết người luôn. Lộn cái này thôi rồi. Rồi cô Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh lên đọc lại 19 tâm quả thực sinh coi. Rồi đúng, đúng không? Cô Nhật Quỳnh ôn lại lần nữa coi. Rồi cô Nhật Quỳnh. Đâu mất rồi, cô Nhật Quỳnh trốn đâu rồi. Rồi thôi mời cô Meta lên đọc lần nữa để mình cái gì kết thúc buổi học luôn nha. Mời cô Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, con xin đọc lại 19. Tâm quả tục sinh gồm có hai tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm quan sát thọ xả quả bất quả thiện. Con xin nói lại, hai tâm quan sát đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, và tám cái tâm quả thiện dục giới tịnh hảo thì gồm có tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí hữu trợ tâm quả thiện, thọ hỷ ly trí vô trợ tâm quả thiện, thọ hỷ ly trí hữu trợ tâm quả thiện, thọ xả hợp trí vô trợ tâm quả thiện, thọ xả hợp trí hữu trợ tâm quả thiện, thọ xả ly trí vô trợ và tâm quả thiện, thọ xả ly trí hữu trợ và chính tâm đáo đại thì gồm có năm tâm sắc giới, tâm năm tâm quả sắc giới đó là tâm quả thọ hỷ sơ thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ nhị thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ tam thiền sắc giới, tâm quả thọ hỷ tứ thiền sắc giới và tâm quả thọ xả ngũ thiền sắc giới, và bốn tâm quả vô sắc giới thì gồm có tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng xứ. Và con xin hết đó là 19 cái tâm tục sinh. Và con xin xuống mít. Có chỗ nào sai thì xin ngài chỉnh sửa cho con. Rồi, xa thú, xa thú. Rồi, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Rồi, hôm nay chúng ta chấm dứt cái phần tập diễn duyên ha. Quý vị vừa khó ôn lại chứ quên uổng lắm. Lên rảnh mình cái coi đi coi lại, ôn lại ha. Cho nó được thấm nhuần hơn. Rồi, như vậy là hôm nay là kết thúc cái bài tập diễn duyên. Tuần sau chúng ta sẽ qua bài mới. Rồi, do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thái. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tam Bảo Dạ, Nam Mô Sang Khả Dạ. Rồi xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, rất là sa thú. Dạ, thầy đã chịu khó giảng dạy cho những học trò rất là sơ cơ, nhất là Nhật Quỳnh, để hiểu được bài học. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng và bản thân của Nhật Quỳnh cũng thành kính tri ân thầy.
Dạ bây giờ con không biết đại đức Pháp Quang có trước máy không bạch sư. Nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Dạ Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn cho Nguyễn rất là nhiều. Để post bài lên cho đạo tràng được thấy, theo dõi cho kịp. Chứ Nhật Quỳnh thì thua. Dạ thầy giảng Nhật Quỳnh không có post bài kịp, chỉ là giữ lời trong trang của mình thôi, chứ còn post ra rung thì post không kịp rồi. Không có Châu Nguyễn thì Nhật Quỳnh bỏ tay luôn đó. Dạ. Mỗi lần mà cái thời giảng của thầy mà không có Châu Nguyễn là Nhật Quỳnh, xong thời giảng của thầy là Nhật Quỳnh muốn nín thở luôn. Dạ. Nên rất là tri ân Châu Nguyễn. Dạ mà kính thưa thầy, dạ nếu mà thầy cho bài mới thì thầy cho sớm sớm để Nhật Quỳnh có thể làm bài kịp với thầy, chứ để nói cho gấp quá thì Nhật Quỳnh làm bài không kịp để bớt. Dạ kính tri ân thầy. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, lắng động lời hòa để sám hối sau khi tính pháp. Trong khi mình tính pháp mình có nhiều điều dễ vui nên mình phải sám hối. Nên quý vị hoan hỷ ha. Dạ đây là Nhật Quỳnh học được của quý ngài, nên là lúc trước cứ hỏi tại sao sám hối, bây giờ thì Nhật Quỳnh nghe được hiểu được thì mình sám hối là một điều là đúng nhất, tại vì mình học có lúc mình rất là dễ vui. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị sám hối cùng với Nhật Quỳnh nha. Uất tâm mang ghê na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tâm mang buốt tại vô khả li tâu đâu sơ buốt thâu tham mặt tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân đức Phật là đấng chi tôn chi thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng thầm anh chân đức quý thần và răng thầm mê vô khả li tô độ sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đu vi tho ta măng sẵn khê vô gà li tô đô sâu sẵn khô tham mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai bậc tăng bảo đa phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng và con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin thành kính, xin kính chào Đại Đức Tự Đức và xin thân chào toàn thể đạo tràng với tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giác. Phật sa pa mang ca lang ra can tu sa pa de va ta sa pa pu tha nu pa ve na sa da so thi pa van tu te Phật sa pa mang ca lang ra can tu sa pa de va ta sa pa tham ma nu pa ve na sa da so thi pa van tu te Phật sa pa mang ca lang ra can tu sa pa de va ta sa pa sang kha nu pa ve na sa da so thi và hoàn tu tề tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người tê atlatha sukita rulaha putasasani Aroga Sukita Ho Hisaha Sapi Hinyati Phi, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người
Chà viên cả thải siết tây gia chân ra tha siết tham ma tu siết tham ma tu siết tham ma tu idang pha lang etas ratanata jasmin sambasa dana che etaso cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bè kha rễ